Gợi ý suy niệm lời Chúa. Lễ Chúa Giáng sinh 5A. Lễ đêm. Lời Chúa. Tin mừng theo Thánh Luca đoạn thứ 2 từ câu 1 đến câu 14. Đêm nay là đêm thánh, vì Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Thiên Chúa là đấng thánh, Ngài đến thánh quá trần gian. Đoàn dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Đám người sống trong bóng tối nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Ánh sáng đó chính là sự thánh thiện tuyệt vời của Ngài. Ánh sáng đó sẽ là hạnh phúc của chúng ta. Đêm nay là đêm mang lại bình an, vì Thiên Chúa đã ban cho chúng ta quà tặng độc nhất của Ngài, chính là người con một của Ngài, là Chúa Giêsu, là Vua bình an. Đêm nay là đêm rực sáng tình yêu. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban con một mình cho thế gian. Đêm nay là đêm mang lại sự êm đềm và niềm vui. Một kẻ thơ đã chào đời để cứu chúng ta. Một người con đã được ban tặng cho chúng ta. Chúng ta hãy vui mừng với tất cả mọi người thành tâm trong giáo hội. Đêm nay khắp trần gian vui mừng, cất cao tiếng hát ca ngợi tình thương vô bờ của Chúa. Ngay cả những người không tin Chúa cũng vui mừng với chúng ta. Tất cả những gì Chúa đã phán hôm nay được thực hiện trong đêm cực thánh này. Này đây, một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai. Ngài là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đây là Ngài đến công chính xuất hiện tựa hừng đông. Vì cứu tinh của thành rực lên như ngọn đuốc. Ngài không đến cho riêng ai, mà cho mọi người. Sự bình an và niềm vui đến từ một em bé sơ sinh nằm trong máng cỏ. Thiên Chúa đến với con người, đến với chúng ta, không phải trong sự huy hoàng của một vị vua. Ngài đến như một con người nhỏ bé hèn kém nhất. Ngài muốn nói cho chúng ta rằng niềm vui Ngài mang đến là niềm vui cho những tâm hồn nghèo hèn bé nhỏ. Đêm nay, sự âu yếm của Thiên Chúa tràn ngập trên chúng ta qua người con yêu quý của Ngài. Chúng ta được yêu thương tràn đầy. Vì thế, chúng ta hãy vui mừng và hân hoan. Thiên Chúa toàn năng không có cách nào tuyệt vời hơn để diễn tả tình yêu của Ngài đối với chúng ta. Ngài ban chính mình Ngài qua người con một. Hãy đón nhận tình yêu của Ngài bằng con tim nhỏ bé của chúng ta. Sinh ra trong trần gian, Ngài không cần gì cả, chỉ cần một máng cỏ. Ngài không cần những gì của trần gian, vì mọi sự là của Ngài, do Ngài tạo nên. Ngài chỉ cần những con tim đơn sơ thành thật, dù nó tanh hôi như máng cỏ, vẫn có thể trở nên nơi nương thân cho Ngài. Những người đầu tiên được chiêm ngưỡng Ngài là những người chăn chiên nghèo nàn, chất phát, những người không biết gì ngoài đoàn chiên và đồng cỏ. Họ không bon chen giành giật, không tham lam bóc lột, họ chỉ vui sống giữa rừng xanh và nắng ấm. Chính những người hèn mọn chân chất đó, Chúa tỏ ánh sáng của Ngài. Ngài mang lại cho họ niềm vui lớn là một trẻ sơ sinh nằm trong máng cỏ. Trẻ sơ sinh đó chính là con Thiên Chúa, là ngôi lời vĩnh cửu, là tiếng nói yêu thương được thốt ra từ vinh quang vô biên của Chúa Cha. Đối với Thiên Chúa, trần gian này chỉ là tạo vật nhỏ hèn. Con người cũng chỉ là tạo vật yếu đuối, nhưng Thiên Chúa đã yêu thương. Vì thế, Ngài không thể nào để cho nó hư mất. Khi con người phản bội ở vườn địa đàng, Thiên Chúa đã không bỏ mặc con người, nhưng đã hứa ban một ơn cứu độ qua hình ảnh. Một người nữ đạp đầu con rắn là kẻ gây ra tội lỗi. Và con cái của người nữ đó sẽ trở thành anh em của con Thiên Chúa. Vinh dự cho chúng ta biết bao, vì chúng ta đã được yêu thương. Người con một đó hôm nay đã làm người vợ giữa chúng ta. Chúng ta đòi hỏi gì nữa? Hãy tạ ơn mãi mãi. Hồng ân chúng ta đón mừng hôm nay chỉ là khởi điểm cho một chuỗi hồng ân. Vì từ nguồn sung mãn của người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ân này đến ân khác. Em bé Bethlehem đang vẫy gọi. Em bé Bethlehem nghèo nàn đang mời gọi chúng ta đến với em trong khó nghèo. Cởi bỏ tất cả những gì là xa va, là ích kỷ, kiêu căng, tự ái, để nhận lãnh niềm vui của em. Sự nhỏ hèn của em là một món quà quý giá. Chúng ta có thể đến với em mà không ngại ngùng e sợ.
Em sẽ là niềm vui cho những tâm hồn dám quên mình, cho không tất cả, vì biết cho mà không cần đòi hỏi lại. Hãy ôm em vào lòng và nói với em những lời trìu mến. Em đang cần hơi ấm của những quả tim quảng đại. Em đang bị bỏ rơi trong nhiều tâm hồn. Em đang lạnh rét vì sự vô tâm của con người. Em đang khao khát được yêu thương. Chúng ta nở lòng nào để em lạnh giá? Phải mang cho em những gì em đang mơ ước trong quả tim thần linh của em. Maria và Giuse đang nhìn em, vui mừng và xót xa. Chúng ta dửng dưng nhìn em trong cảnh nghèo hèn băng giá này sao? Hãy đốt lên cho em một ngọn lửa sáng ấm của yêu thương. Em đã cho chúng ta hết những gì em có. Chúng ta sẽ mang lại cho em món quà nào xứng đáng. Hãy yêu em hơn nữa, hơn nữa. Em bé Bethlehem đã trở thành một bữa ăn cho chúng ta, một tấm bánh tình yêu. Em đã chọn sự nhỏ hèn tột cùng để chứng tỏ tình yêu của em. Hãy nhận lấy tình yêu nơi tấm bánh nhỏ đó để biết yêu thương anh em hơn, vì có biết bao người anh em quanh ta đang cần sự chú tâm trìu mến của chúng ta. Những người bị bỏ rơi, những người không còn hy vọng, những người khốn khổ dưới bao nhiêu hình thức, những người sống trong tội và tâm hồn không biết yêu thương. Giêsu đã đến để thoa dịu nỗi khổ của nhân loại. Nhân loại hôm nay là những người anh chị em khốn khổ. Hãy ăn lấy tấm bánh tình yêu và biến lễ Giáng sinh thành một lễ của tình yêu. Linh mục Trầm Phúc.